chú anh chị á. Đây nè, cô chú anh nhìn cái cục phân rồi nè. Đó, em để cái máy từ xa ha, mà nó nằm bên góc ha. Con này dữ lắm các con này. Bảy gắn miền quê xin chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay thì đồng hành với mình thì có thằng em. Đây, chào bà con ta các em. Hôm nay thì mình đi thăm cái luồng bẫy này mà lúc trước mà em định cuốn cô chú anh chị. Luồng bẫy này thì của mình có hai mấy bẫy nha. Cấp trước em xuống thì 26 nhưng mà mình cũng mắc hết mấy cái rồi. Ở bên đây mình có một cái. Rồi, hôm nay đi vô sâu dấu dò quá trời dấu dò đây. Cái bẫy mình nó có an toàn không nữa này. Rồi, rồi nước chứ. Né gì nữa giờ. Đây cái bẫy em chỗ này. Bây giờ cũng tới địa điểm thăm cái bẫy đầu tiên rồi. Nhưng mà trước mắt thăm cái bẫy thì cho cô chú anh chị mình xem đồ nghề của mình hôm nay. Vẫn là chuột lúa dưa leo và hai túi lưới ha. Rồi bây giờ tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên thôi cô chú anh chị. Cái này em đặt ở đây thì em cũng vừa ý quá mà. Thôi mấy chiến rồi em không thấy động tĩnh gì hết. Chiến này có sao? Chiến này không có thì em chạy nền luôn. Rồi, cái này con chuột của mình nó còn nha cô chú anh chị. Giờ ở trước này mình có cái nữa cô chú anh chị. Cái này thì chiến vừa rồi thì mình cũng được một con nha. Đây, các bạn em nằm dưới này. Rồi sao lú ra dữ vậy nè. Ta cắt cỏ hay gì quá. Đây. Sao đây? Sao chăng gì nữa, cái bẫy bị đạp vậy. Ờ nhưng mà con chuột mình nó vẫn còn ha. Rồi vậy là ở đây mình còn một cái nữa là kết thúc khu này luôn cô chú anh chị ơi. Cái này thì chiến vừa rồi em cũng được một con. Nhưng mà hàng mini chú tiểu nha. Trời ơi hôm nay cái bẫy mình nó còn không mới là quan trọng nè. Sao hôm nay kỳ thế. Ờ cái bẫy thì em thấy còn. Nhưng mà có xẹp có gì nữa không. Cái bẫy còn. Ở con chuột cũng còn luôn. Đây mình có một cái nữa cô chú anh chị. Bên kia thì có nhà em nói nhỏ nhỏ cô chú mình thông cảm ha. Cái bẫy này thì em mới chạy nền chiến vừa rồi. Rồi không biết nước có ngập không. Thôi trời cái bẫy. Lú con này. Thôi. Vô kèo bà con ơi. Vô kèo. Nó nằm bị ngập nước luôn nha. Thôi dồi trời con hành. Ôi trời ơi, phê, đủ tiền luôn bà con ơi. Hết có biết con hũ hành này rồi. Ngon, ngon lành. Quá trời con hũ hành luôn cô chú anh chị ơi. Đây này. Đó, phê nha. Con này cả ký lô cô chú ơi. Rồi, bây giờ cái này thì cặp đường để em đem vô trong kia rồi xong xuôi mình bắt quay cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Trong này mình có một cái nữa cô chú anh chị ơi. Nhưng mà còn cái con hô hành đó thì chưa bắt ra nha. Tại vì hồi nãy sát mấy đường á. Rồi em không dám bắt, em sợ bị bể. Tại bên kia có nhà. Đây, ở đây mình có một cái nè. Em ơi. Ở đây mình có một cái nè. Đó, ở dưới đó. Xuống bờ mấy cái tàu dừa đó lên là ở dưới đó nó có một cái. Đi qua mép bên kia, em qua mép bên kia em bước. Hay là ở đây gì nè, quên nè. Tại hôm rồi đặt ở đây bị đạp mấy lần. Nắm tàu dừa bợ lên thôi. Tại em thấy liền. Chiến rồi em đặt mấy em đây nè. Mà bị đạp mấy lần rồi xong xuôi mình dời. Thấy chưa? Thấy không? Có gì không em? Có con chuột hả? Rồi con chuột thì mình vô bình lúa. Rồi giờ lại tiến hành bắt em nó ra luôn em mày. Trời ơi con hũ hành. Đây. Mở bao cho cô chú anh chị mình ngắm này ha. Chứ em nhìn em thấy em cũng phê nữa này. Trời ơi cũng phê. Rồi em bắt ra luôn đi. Em bắt không? Nè, bóp cái hôm này xét lên. Rồi, thập cái cây ngang.
Đó, thấp ở trên luôn. Rồi xuống dưới cũng vậy. Đó. Ừ. Rồi. Cho em nó ra. Đó, em để cái gì nè. Ngày em nó mới ấy, cô chú anh chị mình thông cảm ha. Đây cái loại nó vậy đó, em chụp cái đầu lên rồi xong xuôi là nó sẽ bò. Ôi trời ơi, con hồng hành nó nằm coi nè cô chú ơi. Ngon lành gì đâu. Ôi trời. Ngắm bên cài. Cao lên em. Đưa đưa vô. Ừ. Ôi trời ơi, hết biết cái này là em đưa xa nha cô chú anh chị. Cái con hồng hành này là nó bự nha. Con này là tầm giá 1 kg ăn lên chứ không dưới nha cô chú. Quá khủng cái con hồng hành luôn. Phê phê. Ý. Phê quá phê. Chiến lợi phẩm đầu tiên của mình ha. Đó, ngon lành cành đào. Đây để em mở cái bao cho em nó bỏ vô cái túi cái của chú anh chị. Quá. Không mấy mình gì đủ sống rồi, đủ sống rồi, không mấy mình gì rồi. Chiến lợi phẩm đầu tiên nhưng mà xứng đáng đồng tiền nha cô chú anh chị. Đây cái bẫy tiếp theo của mình luôn cô chú ơi. Cái này chiến vừa rồi thì của em bị quéo queo con chuột nha. Tại chiến rồi nắng quá nắng. Không biết chiến kỳ này cũng có mưa lai gai nè, mà nó không biết ra sao thôi. Cái bẫy em đặt ra trong này. Thấy giống như có dấu trống trống gì. Trong này nè. Ôi rồi cái cục phân nhỏ xíu chứ gì. Ê. Con gì nhịn ghê vậy? Khoan nghe. Con này lớn lắm cô chú anh chị ạ. Đây nè, cô chú anh nhìn cái cục phân ở đây. Đó, em để cái máy từ xa ha, mà nó nằm bên góc ha. Con này dữ lắm cái con này. Bây giờ cho em thăm lấy hình đấy mày. Đó. Em hên tay đi vô em rút cái bẫy ra coi cái cảm giác của nó như thế nào. Có vô mốt hay là không, cầm dịnh ở ngoài nha. Ừ, sao em? Trời 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 nữa. ơi, Hả? con hổ, con hổ. Đâu, em xách ra coi. Hổ hả? Hổ, hổ. Ừ. Cái thôi nè. Ê, không phải, không phải. Không phải, rồi em buông đi. Nặng thì có nặng. Con này con hổ mà đều hổ ngựa nha cô chú anh chị. Tại nghe em nó không rành. Đây nó nằm bích lợp luôn bà con ơi. Quá là xá là to ha. Đó. Rồi thành quả nó thì em nói cục phân cỡ này vậy nè cô chú anh chị. Bây giờ em qua bên kia mát mát em bắt ra luôn. Rồi tiến hành bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Con này thì mình bắt nha. Để anh em nó bắt thì nó cũng gành gì mấy tàu vô em nó nằm mà trọng cỡ này vậy nè cô chú. Con hổ ngựa nha, mà nằm lại coi kìa đã chưa, con này quá là khủng nha. Rồi anh này anh lai cái gì á, dòm sao cái bụng nó nè bà con, nhìn thấy nó ngộ ngộ ha. Đây nhưng mà ngộ hay không gì thì cũng thu phục em nó thôi. Con này dám có trên ký lô á. Hết biết. Đủ rồi, đủ rồi. Hai con này là ngon lành cành đào rồi. Đây bà con này. Ý, 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 ý. Trời ơi, trời ơi. Cái mình của nó coi nè. Quá xá là cái mình luôn nha cô chú anh chị. Hết có biết chưa. Đây em quắn lại, em quắn hai tay mà nó còn cỡ này vậy nè. Rồi cho em nó vào túi thôi cô chú. Vô. Phê phê. Còn xứng đáng một con ha. Vô em ơi. Vô vô vô. Ngon lành cành đào. Hôm nay làm như mình lựa gắn lớn mình bắt làm sao ấy.
Hai con mà đáng tiền hai con nha cô chú anh chị. Vợ trước này mình cũng có một cái nữa cô chú anh chị. Đây em còn một cái ra ngoài lộ ngoài một cái nha. Là kết thúc khu này, nhưng mà cái ngoài lộ ngoài thì một hồi nếu như mà em quay không được cô chú mình thông cảm ha. Tại vì sát sát bên có nhà. Còn em quay được thì em sẽ cố gắng em quay. Đây còn cái bẫy em thì ở trong này có một cái kìa, nó lú cái đầu xuống dưới kìa. Sao mùi gì thúi thế? Trời ơi. Cái này có hàng bà con ơi, có con hô hành nha nhưng mà mình xài không được nha. Con hô hành cũng khá to á. Giờ đây giờ đi ra ngoài cái mí đường nè cô chú, em có còn một cái nữa ha. Là bắt đầu mình đi khu khác nha. Cái này thì em cũng bắt được là mấy con này. Nhưng mà cho đến hôm nay thì không biết cái này nó có kết quả gì không nha. Đây cái bẫy em đặt ở dưới này. Ủa. Sao? Sao không thấy gì hết trơn nè. Rồi, mất tiêu chuột mình rồi cô chú ơi. Khu này ở đây thì em có hai cái cô chú anh chị. Cặp ngay chân chỗ góc này một cái và ở trên bờ đó một cái nữa. Ở trên bờ lộ nha. Cái này là em đặt sát mấy lùi xe luôn. Thấy chưa? Tại thấy cái bờ ngon quá, thành ra gán chen chen đặt. Đây, cái này thì em mới chạy nền chiên rồi hai cái. Tội phân nè cô chú ơi. Quá xá là phân ra ngoài luôn, nặng không? Cũng khá là ok nha bà con. Đây, phân đây. Hôm tùm lum lên tới trên này luôn. Con hổ hành. Đây nè cô chú anh chị. Rồi, ngon lành. Đây, em qua bên đây em thăm thêm một cái nữa. Tại vì hai cái này em đặt gần bên nhưng mà nó đánh khác nhau hết nha cô chú anh chị. Phải đây không nữa nè. Tại vì em mới thăm chiến đầu nó hay quên lắm. Đúng rồi. Có 7 cái mở trong này. Thật rồi, lụm kẹo luôn cô chú ơi. Hai cái, hai con. Con hô hành. Tiếp tục là hô hành. Đây. Ý, cái này còn con chuột mình luôn mới ghê nè. Nè nè, em nó ngồi ngay hôm trên nè. Con rắn hô hành khá là to nha bà con. Đây nè. Nhưng mà vẫn còn con chuột. Rồi, giờ cho em tiến hành bắt hai em nó ra luôn cô chú anh chị. Rồi, cái này hôm thôi. Em coi chừng chuột nó ra. Em cầm lên em sóc sóc ngược lại là bắt đầu rắn nó chạy ra. Ừ. Cái này còn con chuột, thành ra mình phải giữ con chuột lại nha cô chú. Em mình thì mới đi hôm nay là cái chuyến đầu tiên. Thành ra hơi khó. Có gì cô chú anh chị mình thông cảm ha. Sóc sóc gai nhả lại. Ừ. Em phải lặng nó cầm gắn xây á, cầm gắn xây. Ừ. Xây cho nó không có cái độ sóc á. Rồi em rút ra em chìm lại đi. Rút ra chìm niềm gai lại. Lấy cây á. Còn đầu tiên nha cô chú, con hành cũng khá là ok nhưng mà nó vô nó xử không được con chuột mình nha. Ngon lành cành đào. Ừ. Giờ em bỏ vô túi thôi. Cho nó khít khít đi, chút rồi xong cho anh sữa. Ngon, ngon, vô. Phê. Mới ba con rắn mà cầm nó chịu chịu nha cô chú. Hôm nay có hàng khủng. Rồi em xử con kia luôn. Nhon lành, nhon lành. Cái này cũng như mà người ta nói mới đi bộ đội lần đầu. Em mình nó có chậm gì cô chú mình thông cảm ha. À, rồi em bỏ vô túi luôn. Ngon lành cành đào. Phê, phê ơi là phê.
Rồi đến giờ này thì mình được 4 con nghe cô chú anh chị, nhưng mà 3 con hành và 1 con ngựa khủng nha. Trong khi đó mình cũng có 1 con hành khủng. Khu này ở đây thì mình có 3 cái thôi cô chú anh chị. Nhưng mà cái này thì chiến vừa rồi mắc rồi xong xuôi, nhưng mà em vẫn đặt lại nha. Đặt lại ngay nền cũ luôn. Địch chưa phát hiện. Ta mới nghĩ, ta mới lấy của mình đâu có đặt lại. Nhưng mà giờ này thì mưa tới luôn rồi cô chú. Đây, đang đùng đùng đây. Nhưng mà mới mưa, em tranh thủ em quay được thì em sẽ quay. Đây, cái bẫy em đây. Sau đây có gỡ chiến gì rồi không? Trời, cái này có hàng. Có hàng nhưng mà mình xài không được bà con ơi. Còn đây, cái này là cái bẫy thứ hai của khu này luôn cô chú. Cái này chiến vừa rồi thì mình được một cái tổ trứng nha. Và một cái con hổ ngựa. Xuống đây luôn em. Xuống đây luôn đi. Chiến kỳ này đi vô có cái con gì nữa hay không. Chiến kỳ rồi rồi. Cái tổ trứng mà em để tới giờ em còn chưa ăn luôn đấy. Chưa thấy dấu hiệu gì hết cô chú ơi. 5 phút ở trong bích qua cái cỏ quá trời. Ờ, cái này anh chuột của mình còn. Cái này anh cũng quên bẫy luôn rồi. Xin lỗi cô chú, em mới chật giò. Cái này hôm bữa mình chạy nền. Chạy nền rồi xong xuôi. Rồi đây cái nền bẫy của mình. Đây cái nền bẫy đây cô chú ơi. Nhưng mà cái bẫy thì không còn nha. Rồi vậy là khu này mình còn có 2 cái nữa thôi cô chú anh chị, là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay ha. Khu này có lẽ 5 cái lận, nhưng mà chuyến vừa rồi ở đây nè em ơi. Đây nè em ơi. Ở đây nè. Khu này 5 cái lận mà chuyến vừa rồi thì mình hết mà chuột. Thành ra em đặt được có 2 cái thôi. Còn 3 cái thì không có chuột. Chiến này em vô em dặm là chiến sau mình ấy được 5 cái. Đây nè, em thăm cái đầu này, em thăm lại. Coi có gì không, coi có phân gì ra không. Nhìn thấy trắng trắng không? Ê, trắng trắng có phân. Có phân, anh thấy có phân. Phân này phân xanh. Đây, phân này phân hành nghe cô chú anh chị. Ê, xin lỗi bà con, cái máy em nó khiên. Phân này phân xanh, thường thường phân xanh là gắn lớn lắm. Nhưng mà không biết sao à. Trời. Gắn trà bá lửa luôn. Đây nè bà con ơi. Rồi. Ôi em nó còn nhân luôn hay gì nè. Rồi tiến hành bắt em nó ra luôn đi. Rồi, lấy cặp ghim mình xuống cải. Bắt nó ra luôn. Con này anh nhìn cho ngang là anh biết con cái rồi đó. Tại vì cái đầu nó có chút xíu xíu mà cái anh thấy cái mình nó chà bá lửa hay là nó còn cái con chuột. Ừ, bóp cái hôm cho anh vậy đó, rồi là cắt đầu gài. Sỏ xích xuống một chút. Rồi. Tại kia em gài không xác đó. Em vỗ đâu rồi. Vỗ, nhanh tài, khá lụ cơ nha. Còn em mình nó quen tay rồi cô chú. Rồi đến giờ này thì mình được 5 con rồi ha. Nhưng mà trong khi đó thì có 1 con ngựa khủng và 4 con hành nha. Rồi vậy là ở đây mình còn 1 cái nữa thôi cô chú anh chị. Là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn ha. Đây cái bẫy mình ở đây nè. Đây. Cái bẫy trong cất kìa. Ngay chân chỗ em ngồi em đây nè. Dịch dịch cái lá chuối lên cái em thấy ha. Nhìn cái đầu. Ê có bịch lúa nén hay vậy. Phải không? Có bịch lúa nén luôn kìa cô chú anh chị ơi. Rồi đây em nhóm thứ nặng không? Có gì không? Phải không? Còn gì? Lúa nén mà dễ lên mất tiêu chuột kỳ trời. Sao cái bịch lúa kỳ gì nè? Trời ơi, cái bẫy nó tiếc. Đau lòng quá cô chú anh chị ơi. Tính đầu vô kèo rồi. Ai nhờ kệ, 2 cái cũng dính đường con ha. Còn bây giờ em sẽ tổng kết số gắn mình thu được hôm nay luôn cô chú anh chị. Đây, thành quả chiến lợi phẩm của hai anh em sáng giờ 5 con. Nhưng mà 5 con đáng tiền nha cô chú. Mình được 1 con ngựa khủng và 1 cái con hành
chà bá lửa ha. Đây cái tôi gắn 5 con hôm nay. Đâu còn lại được là 23 24 cái bẫy gì đó cô chú anh chị ơi. Nhưng mà hôm nay thì mình thăm cũng không tới nha. Hôm nay thăm chừng khoảng chừng 20 cái được kỳ rồi, tại vì nó hết lúa mấy cái. Rồi nếu như cô chú anh chị xem clip em thấy có thương nhớ cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Em có động lực làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau. Chào bà con ta các em.